Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, Chân Phúc Maria Josepha Menendez, nữ tu đã xuống địa ngục. Những thị kiến huyền bí của nữ tu này, người đã nhận được thông điệp tình yêu từ Đức Kitô và Đức Trinh Nữ và sơ đã trải qua những đau khổ trong tâm hồn. Ngay từ khi còn nhỏ, Maria Josepha Menendez đã nghe được tiếng lời mời gọi đời sống thánh hiến. Cô sinh ngày 4 tháng 2 năm 1890 trong một gia đình sùng đạo ở Madrid, Tây Ban Nha. Cô là con cả trong gia đình có 5 người con. Từ năm 7 tuổi, cô đã nghe theo lời khuyên của cha linh hướng, linh mục Jose Maria Rubio dòng tên, người được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh vào năm 2005. Thời gian trôi qua, Josepha đã chín mùi ý tưởng dâng hiến đời sống của mình cho Thiên Chúa. Điều mà Josepha đã xác tín khi rước lễ lần đầu vào ngày 17 tháng 3 năm 1901. Tuy nhiên, cái chết của cha cô vào năm 1910 khiến gia đình cô rơi vào hoàn cảnh kinh tế bấp bênh. Là con đầu lòng, Josepha đã dành một vài năm để giúp mẹ chăm sóc các anh em và giúp đỡ gia đình bằng nghề thợ may. Trải qua nhiều năm, Josepha mới thực hiện được ước mơ của mình. Năm 30 tuổi, Josepha quyết định gia nhập tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu và đến sống trong tu viện ở Pháp. Vào năm 1917, Josepha bắt đầu làm tập viện và vào ngày 16 tháng 7 năm 1922, cô đã tuyên khấn trọn trong dòng. Vào năm 1920 đến năm 1923, Sơ Josepha đã có một cuộc sống mãnh liệt về những thị kiến huyền bí. Sơ quyết định chia sẻ với thế giới bằng cách viết những thị kiến đó thật chi tiết. Sơ đã làm những điều mà Chúa Giêsu yêu cầu ở Sơ. Một trong những thị kiến: ta muốn rằng lời của ta chúng được biết đến. Ta muốn rằng cả thế giới biết đến ta như một vị Thiên Chúa của tình yêu, của sự tha thứ và lòng thương xót. Ta muốn thế giới đọc được rằng ta muốn tha thứ và cứu độ. Trong các thị kiến, Chúa Giêsu than khóc vì nhiều linh hồn đã từ bỏ con đường nên thánh và Ngài yêu cầu Sơ tới Ngài giúp đưa họ trở về với Ngài. Hãy nhìn xem những linh hồn không trung thành, lãng quên trái tim cha. Họ phớt lờ tình yêu mà cha đã dành cho họ. Vì điều này mà họ bỏ rơi cha. Nhưng mà con không muốn làm theo ý cha sao? Hãy giữ lấy trái tim mà cha đã ban cho con, chỉ một mình cha, và chẳng tìm kiếm điều gì khác ngoài tình yêu. Trái tim cha rạo rực khao khát hao mòn những linh hồn đang yêu. Thế giới không biết đến lòng thương xót của trái tim cha. Cha muốn dùng con để làm cho thế gian được biết đến. Cha muốn con là một tông đồ của lòng nhân hậu và lòng thương xót của cha. Đức Trinh Nữ Maria cũng nói chuyện với Sơ Josepha trong thị kiến của Sơ, cùng với những thông điệp về tình yêu từ con của mẹ loan truyền. Con gái của ta, làm sao ta có thể không yêu con? Vì tất cả các linh hồn, con ta đã tuôn trào máu của Ngài. Các linh hồn họ đều là con cái của ta. Nhưng khi Chúa Giêsu đắm chìm vào một linh hồn, ta đặt cả trái tim ta vào đó. Ngoài việc trở thành sứ giả của tình yêu thiêng liêng và mang lại niềm hy vọng hòa bình cho thế giới, Sơ Josepha đã trải qua những kinh nghiệm đau khổ với những thị kiến vô cùng sống động về địa ngục. Trong những điều này, Sơ đã mô tả chi tiết trong các tác phẩm của mình. Sơ đã gặp những linh hồn tội lỗi, những người phải chịu những đau khổ mà chính Sơ đã trải qua. Họ đưa tôi vào một trong những cái hốc tường, nơi mà dường như họ giam giữ tôi bằng những cái vỉ sắt nung đỏ. Và cứ như thế, họ xuyên những mũi kim to trên cơ thể mà họ đã đốt cháy tôi. Tuy nhiên, không có gì so sánh được với bất kỳ sự đau khổ nào là nỗi thống khổ mà thử thách linh hồn cảm thấy khi thấy mình xa Chúa. Kinh nghiệm của Sơ thật mãnh liệt
đến nỗi khi thức dậy, Sơ vẫn ngửi thấy mùi lưu hình và thịt cháy ngấm vào quần áo của Sơ. Sơ Josepha Menendez qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm 1923 trong cùng một tu viện nơi Sơ đã tuyên khấn vài năm trước đó. Cùng năm đó, Sơ bắt đầu được phong chân phước. Sau một thời gian ngắn, giáo hội đồng ý để các thị kiến của Sơ được xuất bản trong một cuốn sách có tựa đề là Tiếng gọi của tình yêu. Cuốn sách được dịch ra rất nhiều thứ tiếng sau đó. Bài viết do nữ tu Maria Chiều, dòng mến Thánh giá Phát Diệm lược dịch.